Anh không quan tâm em luôn à? Ôi giời ơi. Ủa, anh đang nhắn tin cho em mà vui quá rồi. Nhắn chài đâu. Ủa anh cho em hỏi, biển cũng có đỉnh hả anh? Em ngớ quá vậy. Núi là mới có đỉnh, biển làm gì có đỉnh. À, vậy là chỉ núi cũng có đỉnh phải không anh? Biển là không có. Ừ. Ui da, nóng quá à. Ẩu tả quá. Ủa, anh không quan tâm em luôn à? Ôi. Ôi trời ơi. Sao mày giỡn như vậy? Anh cũng sợ lòng à? Sao không sợ? Em tưởng anh thích nóng bỏng. Nóng gì? Hôm bữa em đọc tin nhắn của anh với thằng Tuấn á. Nó có nhắn với anh. Nó bảo là anh ơi, trời nóng quá, anh dẫn em ra biển, cho em lên đỉnh giống tuần trước đi anh. Đỉnh đó. Đây, 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 đỉnh đâu, 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 ông ta, ông ta, đỉnh bom hả? Anh, nếu em hút thuốc, anh còn yêu em nữa không? Anh mà đã yêu em rồi á, em hút hồng cầu em yêu em. Thế không? Thiệt. Không tin. Tin không? Ê, Huy, xuống dưới hút người tao cái cống với nhà tắm coi. Mày vô chi quá. Bia nhẹ rồi. Ủa đi mày. Hút người tao cái đi. Ủa nãy tao mới nghe nó hút hồng cầu mà. Em cứ hút hồng cầu nó kìa. Kìa anh. Ê vừa nói kìa, xuống xuống anh kia đi. Em hút cái đó đó, em cứ hút cái đó đó. Sao em nói chờ anh đi lính về mình? Hôm nay là ngày kết hôn của em. Anh chúc em hạnh phúc. Anh, trước khi em kết hôn, anh có thể cho em ôm anh một cái thật chặt được không? Ra làm lễ kìa, chơi đâu mà động viên. Mày đi em. Để tao coi tụi bay hạnh phúc được bao lâu. Thứ ba trận mẹ cũng yên nữa. Mày lại gì mày nhìn nó dữ vậy? Mày đừng nói tao mày công nha. Bà khùng hả? Em thẳng à, tôi thẳng đó nha. Ừ, thẳng đó, 20 mét, má quýnh chết cha mày đó con. Quá à. Bà theo bà hung đó, tôi cho bà 1 triệu. Mày khùng quá, hung muốn cho nó quýnh bà tao làm chi vậy? Giờ mày giỏi mày hung quá đi, tao cho mày 2 triệu. 2 triệu hả? Anh, thôi lại em cái đi, từ chiều anh mình có tiền đi chơi đi. Mày gan quá ha, mày dám hung nữa ha. Tao đi, má, tao mày không em chứ bộ. Tao mày không mày, đâu, gan em chứ bộ. Gan quá, điên quá. Bà lụng mà bà đá đâu nổi đâu. Sự thật đằng sau là chết gì đánh anh kìa. Ê Hí, tao nói mày nhiều lần rồi mà, tao đâu cho mày chơi chung với Huy đâu. Ủa chơi từ chứ có làm gì đâu hai. Mày trả lời hả? Hả trả lời hả? Tao là tao không thích mày chơi chung với mấy đứa đóng phim boy lớp, mày hiểu không? Ủa mắc gì tao đóng phim boy lớp mày không cho em mày chơi với tao? Tao không thích. Ê Huy, sinh nhật mày ngày mấy vậy? 11/4 gì vậy? Để tao tặng cho mày màn cửa. Chị mày chứ chiều nào bên nhà tao nhìn qua phòng mày á, mày với bồ mày á không mặc quần áo mà ruột được với nhau thấy ghê quá à. Mày thấy luôn á hả? Ừ, bởi tao muốn ớn luôn, ói luôn. Vậy sinh nhật của mày ngày mấy vậy? Chi vậy? Thì tao hỏi tao biết sinh nhật ngày mấy. Để em nội mày hả? Thì để tao mua tao tặng cho mày cống dòm. Dòm chi? Mày đứng bên nhà mày dòm qua nhà tao để coi cái mày cái thằng bồ của tao á, có phải thằng em của mày không? Ủi trời ơi. Mày hả? Ông nói sao? Mày lì, mày lì cả lời tao. Mày về mày biết tao không? Hả? Mày im, trả lời mày trả lời tao hả? Để đi tao. Để nè. Hết máu đâu kìa. Hết rồi để tao. Để tao. Sao sáng ra anh chơi điện tử hoài vậy? Việc nhà anh không phụ em một chút nào luôn. Mở mắt ra anh chơi điện tử từ sáng đến bữa cơm trưa. Tại sao? Anh không phụ em một chút việc nhà nào luôn đấy. Tụi em biết em làm nên có biết gì đâu mà anh làm. Em cũng bị mù về ở chung với anh ấy. Mày là thứ dâm ơn bội nghĩa. Ủa? Em làm gì mà anh nói em vong ơn bội nghĩa? Thì mày nói mày mù, mày đuôi, mày mới về ở với Huy. Giờ mày sáng mắt ra mày chửi nó. Nó chữa bệnh rồi đó. Tao vô tình lại mày không mù đi. Tao ơi! Tao ơi không! Mày á. Mày á. Ôi trời ơi. Mày đó. Có giỏi con mày đó. Mày đó. Tại ai đây á? Còn ông tối nay ông ngủ phòng khách. Ra ngoài ngủ. Còn ngon cứ ở dưới đấy đi. Tao bị chửi đó, mày thấy chưa? Mày vừa chưa? Hả? Mày làm gì em buồn quá vậy? Anh à, anh ngồi xuống đi. Em có chuyện mà nói với anh. Sao nghiêm trọng dữ vậy? Sao vậy? Anh biết gì không? Cái ghế này mới vừa sơn xong. Vậy? Anh ngồi xuống đi, em nói cho anh nghe. Anh biết gì không? Cái ghế này mới vừa sơn xong mà. Ôi trời ơi. Làm gì bay khóc như cha tụi bay lọt xong vậy? Quỷ đi đứng lên, cái ghế sơn qua khô rồi. Còn hai thằng bay đền lại ghế cho tao, tao mới sơn hồi sáng. Đi nhậu. Đi. Đi nhậu kìa. Dạo này cuộc sống ổn không? Em dạo này vẫn ok nữa. Vậy hả? Thấy. Sao rồi? Anh sửa điện thoại em xong rồi nè. Anh sửa luôn rồi à? Ừ. Giỏi không? Vậy xem như em là anh muốn ân tình. Anh cũng muốn ăn gì không? Em mời. Em mời anh hả? Thực ra thì anh thích em lâu lắm rồi. Em làm người yêu anh nha. Đâu già phải gầm con thương. Ai đâu thương má. Hả? Vậy là em đợi anh hai ân tình. Cái gì vậy anh ơi? Thính thôi. Vừa lòng tôi ghê vậy đó. Mày nói gì vậy? Có nói gì đâu. Ai nói gì mày? Mới nói gì vậy? Tôi nói này là thú chứ có nói gì đâu. Nãy nói tao cái gì? Cái gì? Sao? Ê, nữ du kích nằm vùng nghe. Rồi mày giữ nãy mày nói tao cái gì? Cái đó mày gì đâu? Nãy mày nói thính thú cái gì? Ai nói gì? Cái gì trâu già? Hả? Tưởng tưởng hai chị em tao hiền này muốn ăn hiếp nha. Tao tao hiền á. Giờ sao muốn gì? Em muốn gì? Muốn gì hả? Muốn gì? Mày dỡ mày đứng rồi đi. Hai chị em tao dùng súng AK bắn. Đúng rồi. Ông già phải gần cỏ non. Đi hai chị em mình về. Mày tưởng hai chị em mình dễ ăn hiếp hả? Một lần mày biết tay tao. Em, nếu lỡ một ngày á không còn anh bên cạnh nữa thì em sẽ như thế nào? Mày quay mặt qua bên kia mày cười chứ gì. Tao chỉ thí dụ thôi. Mày nghĩ suốt cuộc đời của mày thoát khỏi lòng bàn tay tao hả? Mày mơ à. Ôi trời ơi. Mày hay tạo phản quá à. Mày sốc cái gì? Anh giỡn quá. Anh giỡn mà, xin lỗi nha.